xin được chia sẻ cùng với quý khán giả những gương mặt khá quen thuộc đang ngồi trên khu vực khán đài. Chúng ta có thể thấy huấn luyện viên Phan Thanh Bình, người đang đội nón. Lúc nãy chính Phan Thanh Bình là người đã gọi ngoài đường pit, và người đang chỉ tay kia là huấn luyện viên của câu lạc bộ Bình Phước, tân huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Hello, ngoài đường pit xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Hôm nay thì mình sẽ có một hành trình trải nghiệm hứa hẹn là cũng rất là thú vị. Đó là một chuyến đi với khoảng cách cũng không quá xa, từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai để tác nghiệp giải bóng đá giao hữu Tứ Hùng tại sân Biên Hòa dành cho 4 đại diện đang tham dự giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Đó là câu lạc bộ chủ nhà, câu lạc bộ Đồng Nai, câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ Long An. Cả 4 đội bóng bắt đầu từ chiều ngày hôm nay họ sẽ chính thức so tài với nhau. Đây sẽ là một giải đấu giao hữu tập huấn cực kỳ là ý nghĩa về mặt chuyên môn dành cho các đội bóng trong quá trình chuẩn bị hướng tới mùa giải rất khốc liệt vào năm 2023-2024 tới đây. Trong đó đáng chú ý có cái tên câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Đây sẽ là một ứng viên đua vô địch ở mùa giải năm nay sau khi mà nhận được những cái khoản tài trợ dự kiến là kéo dài 5 năm với tổng số tiền lên tới 250 tỷ đồng, tương đương với 50 tỷ đồng một mùa. Đây là một khoản tài trợ không hề nhỏ nếu so với những đội bóng ở giải hạng nhất quốc gia hay thậm chí là so với nhiều câu lạc bộ đang tham dự ở giải V-League. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ xuống để xem câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước họ sẽ chuẩn bị như thế nào cho các trận đấu ở giải bóng đá giao hữu và xa hơn nữa là giải hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh sắp tới đây. Bây giờ thì lên đường thôi, let's go. Mùa xuân lớp manto để sở hữu ngay ba lô gom đủ và bút bi lấy may, tha hồ nhà vía học hay. Mình vừa đi qua cầu Sài Gòn xong và bắt đầu xuống khu vực quận 2. Hay nói đúng hơn là xuống khu vực thành phố Thủ Đức. Đi tiếp quốc lộ 1A thêm 1 km dưới nữa. Cả nhà ơi, mình đã tới thành phố Biên Hòa rồi cả nhà. Và đang trên đường thẳng tiến ra sân Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Chỉ còn cách hơn 2 cây số nữa thôi là tới nơi rồi. Đi tiếp đường Đồng Khởi 1 km nữa. Bây giờ mình quẹo vào đường Đồng Khởi. Trời, ngay cái chỗ quẹo có cái ổ gà to đùng. Rồi. Như vậy là mình đang đi vào khu vực gần với sân rồi, mình đã thấy trên bản đồ xuất hiện sân bóng. Hai bên đều là trường học. Trường Đại học Đồng Nai một bên. Còn đây là trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai. Rẽ trái vào đường Phạm Văn Quay. Rẽ trái, quẹo trái. Đây, đây rồi, sân vận động Biên Hòa đây rồi. Ngay trước mặt chúng ta đây rồi. Mình sẽ tìm chỗ để vào cất xe. 200 mét nữa, rẽ phải. Sau đó bạn sẽ đến điểm đến của mình. Ok. Xin cảm ơn chị Google đã tận tình chỉ bảo đi rất đúng đường. Ta-da. Vậy là tôi cũng đã đến nơi. Và bây giờ thì tôi sẽ đi gửi xe để vào thưởng thức trận đấu. Chiều nay thì sẽ có 2 trận
là trận câu lạc bộ Long An đối đầu với Bà Rịa Vũng Tàu vào lúc 14 giờ và sau đó là vào lúc 16 giờ là trận đấu khai mạc giữa đội chủ nhà Đồng Nai và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Mình sẽ đậu xe ở phía bên này. Cả nhà ơi, như vậy là vlog ngoài đường pit đã có mặt tại sân Biên Hòa rồi. Trận đấu giữa câu lạc bộ Long An và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu thì đang diễn ra ở phía bên trong. Mình sẽ tranh thủ đi một vòng ngắm bên ngoài khu vực sân Biên Hòa trước khi mà vào trong sân để mà tác nghiệp cái trận đấu vào chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo dõi những cái hình ảnh ở khuôn viên bên ngoài của sân Biên Hòa nha. Chúng ta có thể thấy là có một cái đường để xe khá là rộng lớn. Khán đài của khu vực sân Biên Hòa thì cả nhà có thể thấy là cũng có vẻ là không quá cao đúng không ạ? Nhưng mà dàn đèn thì cao chót vót, rất là chất lượng. Mình sẽ đi thử một vòng. So với sân Cao Lãnh, sân Đồng Tháp thì khuôn viên ở bên ngoài của sân Biên Hòa được để dọn dẹp sạch sẽ hơn khá là nhiều và khá đẹp. Ở đây là một góc của khu vực khán đài sân. Có lẽ khu vực này là khu vực của vận động viên. Cho nên là mình thấy đang được chỉnh trang, đang được sơn sửa lại. Cái bức tường này là đã được sơn lại hết rồi nè cả nhà. Sơn màu xanh, nhìn rất là mới và đẹp. Cửa cũng đã được sơn phết lại hết rồi. Còn khu vực bức tường của khán đài C này là chưa thấy được sơn gì nè. Còn vẫn nguyên cái màu trắng. Và cũng bị phai màu theo thời gian khá nhiều rồi. Mình nghĩ rằng là chắc là sơn khu vực bên này trước. Rồi sau đó mới tiếp tục là sơn khu vực khán đài này. Đó, bên trong là trận đấu giữa Long An và Bà Rịa Vũng Tàu kìa. Mình sẽ đi vào bên trong. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong. Uầy. Rồi. Đây là toàn cảnh khu vực sân Đồng Nai. Đây là các cầu thủ của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Và cả nhà có nhận ra một gương mặt rất là quen thuộc không ạ? Vâng, đó chính là Lê Tấn Tài, cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam, người đã đóng góp và góp công lớn trong chiến tích giành chức vô địch giải AFF Cup năm 2008 của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Henrique Calisto. Và theo như lời mời của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức thì Lê Tấn Tài đã về để giúp sức cho huấn luyện viên Anh Đức dẫn dắt câu lạc bộ Bình Phước. Và đây là Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Ôi trời, gặp người quen không vậy? Hello em, cố gắng nha. Rất là thú vị. Ngày hôm nay thì vlog ngoài đường pit xuống dưới sân Đồng Nai và có thể thấy rất là nhiều những gương mặt quen thuộc. Đây là Đình Đức, một cựu thủ môn của câu lạc bộ BKMX Bình Dương trước đây. Và Đức hiện tại là đang được huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức nhờ tạm thời huấn luyện cho các thủ môn của Trường Tươi Bình Phước trong thời gian mà anh Ngô Việt Trung, huấn luyện viên thủ môn chính của đội, đang làm trợ lý cho huấn luyện viên Philippe Chusse ở đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì anh Ngô Việt Trung đang có mặt tại Trung Quốc để
huấn luyện cho Đặng Văn Lâm, cho Văn Việt và cho Đình Triệu để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10, tức là vào lúc 18h35 phút ngày mai. Và sau đó là cuộc đối đầu với Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Tiếp đến, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ di chuyển sang bên Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đang hướng dẫn cho các cầu thủ. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả những gương mặt khá quen thuộc đang ngồi trên khu vực khán đài của sân Đồng Nai ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy huấn luyện viên Phan Thanh Bình, người đang đội nón. Lúc nãy chính Phan Thanh Bình là người đã gọi ngoài đường pit. Và người đang chỉ tay kia là huấn luyện viên của câu lạc bộ Bình Phước, tân huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Ngay bên cạnh là trưởng đoàn của câu lạc bộ Long An. Họ đều là những người đã quá quen thuộc với nhau. Đây đã là những phút cuối của trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Long An. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Long An và sức ép đang được các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu duy trì bên phía phần sân của câu lạc bộ Long An. Và như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0 nghiêng về Long An. Vâng, lúc này thì Vlog Ngày Đường Pit đang có mặt ở trên chính đường pit của sân vận động Biên Hòa. Đây là lần đầu tiên mà mình đến với sân bóng này và những gì mà mình quan sát được thì sân Biên Hòa có sức chứa cũng rất là rộng lớn, đặc biệt là khu vực khán đài B, C và D. Chúng ta có thể quan sát được ở phía đằng sau của Vlog Ngày Đường Pit đúng không ạ? Và ở ngay đây là các thành viên của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Đội bóng mà có thể nói là lúc này đang hâm nóng thị trường chuyển nhượng cũng như là khiến cho cả giải hạng nhất phải xôn xao với cái việc mà nhà tài trợ họ đầu tư một cái khoản tài trợ rất là lớn để đặt cái tham vọng là đua vô địch ở mùa giải hạng nhất năm 2023-2024. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức thì đang có rất là nhiều hảo thủ đã tề tụ về câu lạc bộ Bình Phước. Chẳng hạn như là những cầu thủ mà mình đã rất là quen thuộc như là Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Võ Nhật Tân hay là Minh Tâm, Hoàng Minh Tâm, đội trưởng của SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước. Họ đã về và hy vọng là sẽ tạo nên một cái cuộc đua tranh hấp dẫn ở giải hạng nhất quốc gia mùa giải tới đây. Và thậm chí đây là các thành viên của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Mùa rồi thì Bà Rịa Vũng Tàu cũng phải rất vất vả, đến tận vòng áp chót mới có thể trụ hạng thành công. Hello Phú. Hello. Hello. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều những gương mặt quen thuộc như là huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức và huấn luyện viên Ngô Quang Sang. Nay đúng kiểu là ngày hội tề tụ rất là nhiều danh thủ. Hello em.
Chúc may mắn. Đây là các thành viên của câu lạc bộ Long An. Long An thì hôm bữa mình cũng đã có một chương trình quay về các cầu thủ Long An chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024 rồi. Đó là trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trên sân vận động quận 7. Lực lượng của câu lạc bộ Long An năm nay thì cũng có đôi chút sự thay đổi về lực lượng mà thôi. Và cũng không thể bỏ qua được một câu lạc bộ nhận được sự quan tâm rất lớn, đó là câu lạc bộ Đồng Nai. Sau khi giành quyền lên hạng trở lại với giải hạng nhất, giải đấu rất là quen thuộc với câu lạc bộ Đồng Nai, thì năm nay họ sẽ chuẩn bị như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn xin được giới thiệu với cả nhà người đang mặc áo trắng và quan sát các học trò tập luyện ở trên sân, không ai khác là anh Nguyễn Văn Dũng, anh trai của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, Nam Định. Anh Dũng đang theo sát các cầu thủ câu lạc bộ Đồng Nai tập luyện ở trước trận đấu với câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước vào ngày hôm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức trò chuyện say sưa với huấn luyện viên Minh Phương. Mình để ý thấy có một số khán giả là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi xuống đây để xem. Những gương mặt khá là quen thuộc trên sân Thống Nhất hàng tuần. Phan Thanh Bình cũng không thể bỏ qua. Có thể là đi nghiên cứu đối thủ để chuẩn bị phương án đối phó cho Đồng Tháp chăng? Còn đây là các cầu thủ của câu lạc bộ Long An. Sau khi thi đấu xong với Bà Rịa Vũng Tàu và giành chiến thắng 1-0 thì bây giờ họ di chuyển lên khán đài để xem Trường Tươi Bình Phước đối đầu với câu lạc bộ Đồng Nai. Vua phá lưới V-League. Xin lỗi, vua phá lưới giải vô địch quốc gia trước đây. Lúc đó chưa có tên là V-League. Anh Nguyễn Văn Dũng, một tiền đạo lừng danh của bóng đá Thành Nam. Anh trai của anh Nguyễn Văn Sĩ, một người em cũng rất nổi tiếng. Anh Nguyễn Văn Dũng cũng đã có giai đoạn dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định trước khi mà có nhà tài trợ mới là Thép Xanh. Về lực lượng của câu lạc bộ Đồng Nai thì có thể thấy sự trẻ hóa lực lượng. Tuy nhiên là vẫn có những gương mặt khá là quen thuộc và đã từng giúp cho Đồng Nai giành quyền thăng hạng ở mùa giải vừa qua.
các đội đã làm nóng xong rồi và sẽ chuẩn bị để thi đấu. Mình sẽ tranh thủ quay khoảng 30 phút trước khi trở về lại thành phố Hồ Chí Minh để kịp dự lễ xuất quân của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể điểm danh sơ qua những gương mặt gia nhập câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước như là Phan Tấn Tài, trụ cột của câu lạc bộ Long An mùa giải trước. Nguyễn Hoàng Quốc Chí đã có khoảng thời gian thi đấu Khánh Hòa, Quảng Nam. Ngày hôm nay thì họ sẽ thi đấu 900 trận đấu. Người cao đằng xa kia là anh Việt, mùa trước khoác áo của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đang trình bày sa bàn cho các cầu thủ. Người chuyển lời, người trực tiếp thị phạm là Lê Tấn Tài. Bây giờ thì trận đấu giữa đội chủ nhà Đồng Nai và câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước cũng chuẩn bị diễn ra. Hello.
Xin chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Đồng Nai và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước vào chiều ngày hôm nay 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2023. Vậy là trận đấu đã bắt đầu. Một giải đấu có giá trị về mặt tập huấn để giúp cho các huấn luyện viên và các cầu thủ chuẩn bị tốt nhất khi bước vào V-League 2, tức là giải hạng nhất quốc gia. Chúng ta có thể thấy Nguyễn Thái Quốc Cường đã trở về để hội quân cùng câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu sau khi mà lên tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam theo chỉ đạo của huấn luyện viên Philippe Jussier. Nguyễn Thái Quốc Cường cùng với 4 cầu thủ trẻ khác đã được tăng cường trong quá trình mà đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội do thiếu người, vì một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thuộc biên chế của Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng bận thi đấu ở siêu cúp quốc gia, thi đấu ở AFC Champions League cũng như là thi đấu ở AFC Cup. Bây giờ thì Cường đã quay trở lại để tập luyện cùng với Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023-2024. Anh Việt, Quốc Chí, anh Việt, đi ra bên kia, đi ra kia, đi xuống dưới. Hay, rất rộng, rất thoáng. Ngang luôn. Mất bóng rất nguy hiểm. Vâng,
Một tình huống sóng gió nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng cho các cầu thủ Trường Tươi Bình Phước. Vẫn chưa thể đưa được bóng vào lưới. Sóng gió đã trôi qua và trọng tài đã cắt còi. Một cầu thủ của Đồng Nai đang nằm sân. Nhà của Nguyễn Thái Quốc Cường cũng ở Đồng Nai. Và cầu thủ này thì cũng không còn xa lạ gì với câu lạc bộ Long An, vì lứa Nutifood cũng đã có quãng thời gian thi đấu cho câu lạc bộ Long An ở giải hạng nhất quốc gia. Ngoài ra thì Quốc Cường cùng nhiều đồng đội ở Long An còn thi đấu cho, sau này còn chuyển sang thi đấu cho Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình của Nguyễn Thái Quốc Cường thì hiện đang sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Người đeo băng đội trưởng của Trường Tươi Bình Phước đó là Tấn Tài, một công thần của bóng đá Long An suốt thời gian dài vừa qua. Vẫn còn Bây giờ thì Đồng Nai sẽ được hưởng một tình huống đá phạt với khoảng cách 30m chết ở bên cánh phải. Có lẽ sẽ là một đường chuyền thay vì là một pha dứt điểm thẳng vào khung thành. Đúng như vậy. Vâng, penalty cho đội chủ nhà Đồng Nai. Các cầu thủ của Trường Tươi Bình Phước đã ra để tranh cãi với trọng tài, trong khi huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức thì im lặng đứng nhìn. Chúng ta sẽ cùng mổ băng lại xem tình huống chuyện gì đã xảy ra. Bóng vào khung thành. Đứng như vậy. Vấn đề là hình như là xung quanh mình không có đài nào đang quay cả. Một chút nữa mình sẽ xem lại clip của mình. Chúng ta cứ xem hết tình huống này đã. Trợ lý Lê Tấn Tài có vẻ không mấy hài lòng với việc trọng tài thổi phạt đền. Và bây giờ thì sẽ là tình huống đá phạt đền. Vâng, Đồng Nai đã bỏ lỡ cơ hội để có thể mở tỷ số trận đấu. Dù đã có cơ hội để có thể ghi bàn từ chấm 11m nhưng các cầu thủ Đồng Nai lại bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Đặng Đình Đức đang có ý kiến gì đó với trọng tài bàn. Ơi vui vẻ hòa cả làng, nó banh vô.
Lúc này thì các cầu thủ Long An cũng ra về. Đến ngày thi đấu thì các câu lạc bộ họ sẽ di chuyển lên Đồng Nai để đá, chứ không ở luôn tại Biên Hòa. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đang có những lời dặn dò cho các cầu thủ trên sân. Bên này huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cũng có những lời dặn dò tương tự. Sau khi mà câu lạc bộ Bình Phước có nhà tài trợ mới, rất nhiều cổ động viên của Bình Phước đã nghĩ đến một viễn cảnh một ngày nào đó Nguyễn Phong Hồng Duy hay Lê Minh Bình, những cầu thủ đến từ Bình Phước, những người con của Bình Phước sẽ trở về để cống hiến cho đội bóng quê hương. Sự thất vọng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sau khi mà Đồng Nai vượt lên dẫn trước 1-0. What?
một cơ hội phản công rất hay. Một pha phản công rất nguy hiểm của Đồng Nai, nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của các cổ động viên. Hiệp 1 đã hết giờ. Có lẽ trọng tài sẽ cho bù giờ 1 phút. Vậy là trọng tài đã thổi còi khép lại hiệp 1 với phần thắng tạm thời là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Đồng Nai. Và các cầu thủ Trường Tư Bình Phước thì đang tranh cãi với trọng tài. Như vậy là chúng ta vừa xem xong hiệp 1 của trận đấu giữa câu lạc bộ Đồng Nai và câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Có thể nói là về thế trận thì đội chủ nhà dĩ nhiên là nhỉnh hơn, quen sân, và có thể nói là các cầu thủ của Trường Tư Bình Phước thì họ cần thêm thời gian để có thể là gắn kết và hòa nhập với nhau. Vlog ngoài đường pit cũng rất là cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của mình chuyến tác nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Biên Hòa Đồng Nai vào ngày hôm nay. Bây giờ thì mình quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để kịp tham dự lễ xuất quân của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nếu yêu thích thì có thể cho vlog ngoài đường pit xin một like share, và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì có thể cho mình xin một subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo. Bye bye. Mua xe lắp Manto để sở hữu ngay ba lô gom đủ và bút bi lấy may, tha hồ nhà vía học hay.